Mọi người ơi, nó chạy rồi, ra đi. Em có đáng sợ không? Sợ lắm, nhìn nó chạy nè tí cái vậy. Mà sao này trời lớn vậy? Không xài cái tiếng gì mà ghi âm tiếng kêu gì đó. Trời, mình phải tăng đô để thử thách lòng can đảm cái thằng Tiểu Lâm chứ. Tiểu Lâm. Ai đó? Tiểu Lâm. Không chơi mấy trò con nít này nha. Tiểu Lâm. Là trời, vậy mà nó nói nó không có sợ. Trời ơi, nó nói giỡn vậy thôi chứ tôi biết nó sợ lắm, tôi chỉ nó mà. Ơi, mình chơi vậy có ác quá không? Lỡ nó sợ quá, nó có chuyện gì rồi sao? Chắc không sao đâu. Ừ. Vậy thôi, hôm nay mình thù rồi, ngày mai mình không thù nữa. Vậy thôi, mình giải tán, mình đi về thôi. Ừ. Tôi, mọi người đưa tôi về đi. Tôi nói thiệt là tôi sợ nha, nên không có dám đi một mình đâu. Ủa sao bà nhát quá vậy? Nhát vậy cũng đi hù ma ta nữa. Ủa? Dạ, đi. Ủa, Tiểu Lâm. Hô bộ hôm qua em ngủ không được hả? Sao hôm nay nhìn mắt điên thui vậy? Đâu có chuyện gì đâu. Thôi, chỗ em biết không mà, có gì đâu mà giấu. Đúng rồi, có gì đâu mà phải giấu. Ông nói ra đi, lỡ gì tụi tôi giúp được thì sao? Nó nói là không có chuyện gì rồi mà. Vậy mà chị cứ tưởng tối qua có chuyện gì chứ. Ê, bà đừng có nói vậy nha. Đúng như là khinh thường em tôi vậy. Em tôi không có sợ ma đâu, đúng không? Đúng rồi, Tiểu Lâm gan dạ nhất đám tụi mình má. Đúng rồi. Vậy là tối nay Tiểu Lâm vẫn đi về một mình đúng không? Đúng rồi, tất nhiên rồi. Yeah. Môi đẹp. Gan dạ vậy. Tôi ngày hôm nay cho tôi ăn mấy ngày, tốt dữ vậy ạ. Thì tôi tốt với ông tại vì ông là bạn thân của tôi thôi. Hay là ông cho tôi mấy ngày rồi xong á, ông cũng tôi tối đi chung về với ông đúng không? Chứ đêm mình ông sợ té đá đúng không? Đừng có coi thường Tiểu Lâm này nha. Tôi có ý tốt cho ông vị bánh thì nát vị mới thôi. Không thèm. Đi đi. Bye bye. Ôi, mấy mẹ nhỏ vậy nha. Khoan đó Hoàng Nam, chị nhờ cái được không? Tụi mày cứ nói đi, nhờ Nam lên núi xuống biển, chuyện gì Nam cũng làm hết, miễn mày tích là được. Trời, hôm nay dám xưng tên với chị luôn hả? Trời ơi, cái tướng ốm dơm ốm nhách, xưng tên là mây rồi. Còn cái tướng tôi đi là xưng mặt anh còn được. Anh nè. Mà có chuyện gì nói lẹ đi, đây không có hứng nói chuyện với con gái đâu. Về nhà cũng vô xuống. Nè, em nên cảnh giác á thằng Tử Lâm á nha. Em suốt ngày cứ ham ăn, có ngày bị nó lợi dụng á. Ok, anh thông minh lắm, anh hiểu hết. Về biển. Bye bye, về đây. Ê, cái thằng kia. Công nhận chị Tiểu My nó hay thiệt. Nhưng mà mình hay hơn chị Tiểu My. Vì mình đã không bị mua chuột. Tiểu Lâm Lâm ơi. Tiểu Lâm. Nó hả trời. Tiểu Lâm. Tiểu Lâm. Mọi người ơi,
nó chạy rồi ra đi. Em có đáng sợ không? Sợ lắm, nhìn nó chạy nè tiếng cái vậy. Mà sao này chơi lớn vậy? Không xài cái tiếng gì mà ghi âm tiếng kêu gì đó. Trời, mình phải tăng vô để thử thách lòng can đảm cái thằng Tiểu Lâm chứ. Hám tiểu rừng danh. Cô ngàn vô. Chết nhé. Hello. Mấy người dám chơi đùa với nỗi sợ của người khác hả? Ơi, chị hai. Về nhà, em sẽ mát mẹ cho coi. Ê, nghe chị giải thích đã. Tiểu Lâm. Trời ơi, giờ sao? Nó sợ quá, nó phát bệnh luôn. Dám giả mà, giả Tiểu Lâm này hả? Tiểu Lâm ơi. Lại cái gì nữa đây? Nghĩ chơi hết cả đám bây giờ á.